Ok. Right. Cái bài này là nói là today some people say that we have too many choices, right? Chúng ta ngày nay chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn. Chị thì con giải thích những cái đó ra đúng không? Most creatures want to live in an ideal place where all the needs are satisfied. Rồi, hầu hết mọi sinh vật đúng không thì đều muốn sống một cái nơi lý tưởng, cái nơi mà tất cả những cái nhu cầu của họ thì được đáp ứng nè. Therefore, human beings who are smart animals try to make the desire come true every day. And nowadays we have a lot of choices in our lives. Right. Con có thể dùng choices lại, con có thể dùng cái từ là picking, pickings, ha? Thay cho cái từ choices này, sự lựa chọn nhóm vậy, nó đỡ bị lặp từ nha. In our life, in this piece of writing, trong cái bài viết này, I will clarify, mình không viết về những cái advantages và disadvantages nữa thầy coi, mình sẽ viết về những cái sự lựa chọn đó luôn con ha. I will clarify a range of choices that people can make in their entire life. Rồi. Có nghĩa là gì con? Cái bài này nè, con sẽ clarify là làm gì vậy đẹp ha? Clarify. Làm rõ. Làm rõ đúng không con? A range of là nhiều đúng không? Nhiều những cái choices, nhiều những cái sự lựa chọn ha, những cái sự lựa chọn mà gì đây con? Mà người ta có thể tạo ra nha, trong cái cuộc đời của họ, in their entire life và trong cả đời, trong cả cuộc đời của họ ha. Vậy thì con sẽ nói ra là người ta có quyền lựa chọn cái gì, người ta không có quyền lựa chọn cái gì nha. Yeah. Let's see. Vậy là bài này con đồng ý đúng không? Con đồng ý là gọi là con đồng ý với cái quan điểm là bây giờ người ta có quá nhiều sự lựa chọn đúng không? Right, nowadays anh bạn cho câu hỏi từ nowadays này có S không? Dạ có. Dễ nè. Vậy thì mấy sẽ đâu đây? Vậy thì mấy sẽ đâu? Máy nó hư. Máy nó kỳ thiệt chứ. Vậy. Vậy là chữ D nowadays. Ủa? Vậy thì mấy đâu không? Nowadays. Thế nào? Thế nào? Nowadays ngày nay? Dạ ở cuối của em thấy ở cuối rồi. Nowadays. We have many choices on food, drinks and eating vitamins. And many types of food, drinks. We make many choices on food, drinks and entertainment. Đúng rồi. For example, in the past, we ate ăn gì con? Papulum. What does it mean? Because we were hungry, and it is the only way you can breed. And you cannot see. Papulum. You sure? Papulum. Yeah. Let's see. Let me check. Papulum. Are you sure? Muse. Là thức ăn hả con? Dạ đúng rồi, là thức ăn. Are you sure? Tại vì là ai vậy ta? Tại này cũng mới gặp lần đầu tiên luôn á. Trời ơi, danh từ, danh từ. Để xem coi. Tí nữa em kiểm tra cô cho em ra ngoài 20 phút nha. Với 20 phút gì vậy? Thôi, 20 phút. Sao cô muốn như gửi cô lớp nó sao buồn được? Vậy thôi, cho em cướp 20 phút đi. Thôi, cướp gì 20 phút gì vậy? Đâu được. Trời ơi, kiểm tra trong lớp.
Đồ ăn là con đúng rồi, thức ăn đúng rồi. Rồi, ok, that's good. Điều này cũng hay nhé. Thank you for the good work. Kiểm tra trong lớp nhưng mà kiểm tra trong giờ học của mình đâu được. Thôi bây giờ cô khó thì cô cũng cho nghe. Rồi sao? Em nói em bị cúp điện. Em nói nha, em nói với cô hả? Dạ em nói với cô em Em bị cúp nói với điện. cô chút xíu là đúng cái giờ đấy em cúp điện. Nhà em ghê thiệt ha. Thế em là người tắt cầu dao trong nhà quá. We ate a papillon because... Ủa? Ăn một cái thức ăn là sao con? Ý là ăn một cái món ăn. Là một cái món ăn gì con? Ý là mình ăn một cái món gì đó là tại vì mình đói và mình chỉ bắt được nó thôi. Còn bây giờ thì mình ăn cái món ăn đó là tại vì mình thích và nó ngon đối với mình. Okay. Hiểu hiểu. For example, in the past, we ate a papillon because we were hungry, and it was right. Quá khứ hả con? It was. It was the only one you can. Con. Con nên dùng là cái từ we đúng không? Thì con nên dùng là cái từ the only one we. Con không nên dùng you trong else writing. Tại vì you, con nhớ học you là khi mình biết là you là tác giả rồi. Yeah. Oh sorry, là nói cái giám khảo rồi. Nói cái giám khảo rồi, mình không có được dùng you. Ha. Nhớ nha, không dùng you Em nha. lộn quy quy. Could nha, could ha. Could hunt in a day. Nevertheless, we eat this. Think we like it. Nevertheless, nowadays, right? These days, không? Ngày nay. This day. Ngày nay hết đẹp. Ngày nay thì we eat a dish, ăn một cái món ăn. Since we like it and it is delicious for us. In the present. Okay. It is delicious. It is delicious. Được rồi con. Chứ mình khỏi dùng cái từ for us nữa ha. Rồi cái từ delicious này cô nhớ có một cái cụm từ nó hay hơn delicious cô dạy được rồi là mouth, thì con nhớ không? Mouth. Yummy. Hả? Yummy. Nhấm mi được, đúng rồi, nhưng mà nhấm mi thì nó cũng chưa có học thuật để mình để vô cái IELTS writing nữa. Vậy mình để cái gì đây? Hả? Mouth water. Mouth watering là kiểu như là nó ngon dữ lắm luôn nha. Ngon, con có thể thay cái từ delicious này thành cái từ mouth watering này bởi vì nó ngon nha. Besides during the stone age, gì trong thời kỳ đồ đá vậy ta? We could not only drink. Chúng ta chỉ có thể uống nước từ cái river. Lake. From the rivers, okay, from the river place. Or better yet, coconut. Cô sửa rồi. Cô sửa rồi mà. Ủa sao em vẫn chưa thấy. Ủa thì cô quên xem rồi. À, cô thấy màn hình của cô chưa? Dạ rồi, chưa ưu lê á cô. Cô sửa rồi mà, nè. À, dạ. Could not drink water from the rivers. Cô sửa mà cô quên share. Rồi. That's not the river lakes. Or better yet là gì con? Better yet coconut water. Kiểu như nước dừa. Then we are now drink more types of water, namely mineral water. Thì sao con? Better yet là gì? À, hồi trong quá khứ thì mình uống nước từ sông và từ hồ. Mà tốt, còn tốt hơn nữa thì mình sẽ được uống nước dừa vào thời điểm đó. Và tốt hơn nữa hả? Or mình đừng dùng là better yet ha. From rivers, lakes, or coconut water. Or better with. Better with. Có nghĩa là thì giống như là uống nước từ sông là hồ là con ha. Và tốt hơn nữa là uống nước dừa. Then là sao ta? Khi đó. However nhỉ? Sau đó.
Ủa Sau đen rồi đó sao thì đó? sau đó được không? Sau đó bây giờ được không? Trong khi chứ mình đang so sánh trong quá khứ với lại bây giờ là mình sẽ dùng là à hồi đó là vậy đó, trong khi thì bây giờ như thế nào đó. Thì trong khi đó thì con sẽ dùng từ gì? Học qua anh văn thí điểm học rồi. Where Ừ, đúng rồi, ways. Nhưng mà con nhớ là phía sau ways. a Dạ, dạ anh đẹp, dạ. Ways. Ways, sorry. Con nhớ là phía trước của ways nó sẽ là dấu chấm phẩy ha. Và phía sau của nó sẽ là dấu phẩy nha. Ways, we are now drinking more types of water, namely mineral water, coca, milk tea, right? Milk là sữa già Ok. nè, cái này là sữa già, nhiều khi nước nước uống mới có là sữa mình thay vì uống sữa mình để già vô. Em ao À quá. à, còn trà sữa là trà nhiều hơn sữa, à, còn là sữa nhiều hơn trà, kiểu như cái này là sữa là chính nè, xong rồi bỏ thêm miếng Quê trà, dữ rồi, quá đủ sữa trà nha mọi người, như thi không ha? quê. And so on. Ừ. Moreover, a few years ago, we entertained ourselves with games, những trò chơi nhân gian hay đẹp hả? Or watch films in DVDs, on DVDs, thì mét dùng không? On DVDs currently. However, con nếu mà con dùng sự so sánh thì con sẽ dùng những cái liên từ như là however, rồi nevertheless, hoặc là ways, rồi hoặc là Wow. while cũng được. Tôi tính dùng while nè. While nhưng mà while thì không dùng currently được. While hay là multi các bạn thấy and so on. Moreover, a few years ago, we entertained ourselves by board games or watch films. And DVDs currently addict. Entertainment is video games, social network, YouTube. Let's see. DVDs, where is, or là however, or là yet nè, con dùng yet để nói là tuy nhiên được. Hôm qua mình mới học cái từ yet này là cũng cũng là từ tuy nhiên, giống như however. Yet currently. Tách ra cái ha, mình đây chỉ thời gian con tách ra cái. We take pleasure in additional entertainment. Additional entertainment, additional types of entertainment. Such as video games. Rồi. Rồi, okay, let's see. Rồi, ngày nay, tuy nhiên ha, tuy nhiên ngày nay thì chúng ta take pleasure in. Là gì con? Take pleasure in additional types of entertainment. Là gì đây? Take pleasure in. Là gì con? Pleasure. Không đọc là pleasure nha, mà đọc là pleasure nha. Pleasure. À. Pleasure, what does it mean? Pleasure. Nguyên cụm luôn con, nguyên cụm Tôi này này có nghĩa cho là rằng là có là thêm những cái niềm vui. à, có thêm những cái niềm vui. Con nói lại từ này vô tập cùng con ha. Take Ủa? pleasure in. Rồi, Tôi take pleasure. Cô nghe nào. là lấy niềm vui. Tận hưởng nha. Take pleasure in thì nó có là tận hưởng, nó giống như là cái từ enjoy vậy đó. Thay vì mình nói cái từ enjoy, mình sẽ dùng cái cụm từ là take pleasure in, nó xịn hơn nha. We take pleasure in additional types. Rồi, con ghi dấu cụm từ này vô tập trung cô nha. Ok. Alo, để nghe cô nói không? Dạ nghe. À, hiện nay thì chúng ta take pleasure in là chúng ta tận hưởng nha. Chúng ta tận hưởng những cái additional types là những cái gì đây con? Types of, là những cái loại hình nha. Additional là thêm vào. Và nãy con dùng là adjective. Thật ra mình phải dùng là additional mới được con. Tại vì
Additional nó là tính từ nè. Trước types thì nó là danh danh từ, thì là tính từ đứng trước danh từ, là những cái hình thức nha, mà nó là những cái hình thức giải trí. Thì additional forms đi cho nó hay, forms. Rồi, additional forms of entertainment nha. Những cái forms of entertainment là những cái hình thức giải trí nha. Additional là thêm vào nha. Như là video game, social networks, okay, YouTube and so on, right? And so on. Nè, có nghĩa là chúng ta có quyền chọn thức ăn này, nước uống và loại hình giải trí, đúng rồi đó ha. Cái câu chủ đề là đây nè, xong rồi mình đi phân tích ra. Ok không? Đúng không? Mình từ cái câu chủ đề đi phân tích ra thấy nó dễ hơn nè. Besides that, the development of society leads to more and more humanness. Therefore, a lot of careers were born to serve those needs. That is the reason we have a wide range of decisions about career. Oh, câu chủ đề dài dữ ta. Beside that, bên cạnh đó, bên cạnh đó, sự phát triển của xã hội, the development of the society, dẫn đến leads to more and more humanness, leads to kiểu như là dẫn đến nhiều nhu cầu của con người hả ta? Vì thế có nhiều, gọi là có nhiều cái career, có nhiều cái nghề nghiệp nó được tạo ra để mà phục vụ những cái nhu cầu này hả? Hả đây? Hello. The development of society leads to more and more humanness, ngày càng kiểu như có nhiều nhu cầu hơn. Hey, thì cô hiểu rồi, nhưng mà để sửa sao đây? Leads to more and more humanness. Leads to more, được rồi coi, more. More and more cũng được. Leads to more and more humanness. Yeah. Therefore, a lot of careers were born to serve those needs. Đúng rồi, để mà đáp ứng những cái nhu cầu này. Vì thế có rất là nhiều những cái nghề nghiệp được tạo ra, ha, được tạo ra để mà đáp ứng những cái nhu cầu này. That is the reason we have a wide range of decisions about career. Còn hậu qua nhớ. Nhớ là, ủa phải không? Phải qua không ta? Cô nói là that nó không có nằm sau gì đây đẹp không? That nó không nằm sau. Ê, hôm qua học luôn á. Hôm qua. Cái này em cũng biết chưa nói luôn. Cô mà không biết sao nữa. Chứ là dí không để ý. Dí ha. Dí sửa lại thành từ gì mới đúng nè. Dạ, bỏ dấu phải luôn. Hả? Bỏ dấu phải luôn hả? Đâu? Dạ. Đâu có? Đâu có? Biết được không ta? Một cái từ gì nó sẽ nằm sau dấu phẩy không? Nó sẽ thay thế cho nguyên mệnh đề đứng trước. Which. Đúng rồi, which. Cái điều đó đúng không? Cái điều đó là cái điều mà kiểu như có nhiều á, nhiều cái công việc nó được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của con người. Which is the reason why. Thường nó sẽ đi chung với why nữa không? Which is the reason why we have a wide range of decision nữa không? About careers. Rồi, okay. Có rất là nhiều những cái quyết định về nghề nghiệp ha. Decision là sự quyết định, còn selections là sự lựa chọn. Cái nào không dùng cũng được. Có rất là nhiều sự lựa chọn, hoặc là có rất là nhiều những cái quyết định về nghề nghiệp nè. What is more, hơn thế nữa, the development brings us psychological parents who let us decide for themselves about social bonds relationship. We can marry the one we love. That was a relatively difficult thing in the past, right? Hiểu rồi. Không, ba mẹ thấu hiểu quá không? Cô bắt cửa. Nè, kiểu như là psychological là tâm lý hả? Không. Psychological? Yes. À, ý nghĩa là ba mẹ thì ngày càng tâm lý. Con ơi, cái từ psychological nó liên quan về tâm lý học đó. Tâm lý học với là psychological books, ví dụ cô nói là psychological books, là sách nơi viết về tâm lý học. À, còn mình nói là một cái người tâm lý có nghĩa là hiểu mình á, thì mình sẽ nói là understanding.
Understanding. Thấu hiểu ha. Understanding. Hoặc là con có thể dùng những cái từ như là sympathetic. What is more, the development? The development of society. Society, the phát triển xã hội. Society mang đến những cái người. Okay. What is more in the developed? Rồi, cô sẽ là in the developed society. Trong xã hội phát triển nha. So, society. Understanding trong cái xã hội phát triển, trong xã hội phát triển thì our parents, ví dụ vậy, our parents, ba mẹ của chúng ta. Alright. In the developed society. Let's see. We can help, or we can in a developed society. We have in the developed society. We have understanding. Or sympathetic parents, đó là những cái người ba mẹ rất là thấu hiểu nè. Và những cái người ba mẹ mà sympathetic thì nó có nghĩa là cảm thông, thông cảm. Nha. Rồi, con nói hai cái từ này lại giùm cô đi để coi. Understanding, sympathetic. Con nói hai từ này lại giùm cô đi để coi. Hello, đây rồi. Dạ. Con nghe bên cô có bị giật không nha? Dạ, yeah, lâu lâu. Lâu lâu hả? Cô không biết là bão nó có ảnh hưởng gì tới cái mạng không ta? Kiểu như mưa, có thấy mấy bữa trời mưa thì thường cái mạng hơi bị yếu yếu. Phải không ta? Để. Hello, where are you? Dạ, em cũng để, em để. Mà anh thấy bữa nào cũng mưa mà. Giờ đây mưa cũng nhiều, bão cũng nhiều. We have, có nghĩa là trong cái xã hội ngày nay được không? In the developed society, right? Trong cái xã hội mà phát triển nha. We have understanding hoặc là sympathetic. Cái từ sympathetic này nó có nghĩa là gì đây đây? Sympathetic. Thấu hiểu. Đúng rồi. Kiểu như chúng ta có rất là nhiều những cái người ba mẹ mà thấu hiểu nè. Và sympathetic là thấu hiểu, ha? Cảm thông. Cái người mà cho phép chúng ta, let us design, đúng rồi không? Cho phép chúng ta design on, con hãy quyết định về cái đó. Decide on themselves. Decide on ourselves. Decide on ourselves là giống như là cho tự chúng ta như thế nào? Cho tự chúng ta gọi là tự chúng ta quyết định luôn. Decide on ours. Rồi, con hiểu rồi. Rồi. Con sửa lại thành như thế này. Parents who let us design on our social bonds and relationship on our, hoặc là by ourselves cũng được, by ourselves. Em không nghe được. Hả? Em nghe chưa? Em nghe chưa? Hello? Dạ rồi, dạ rồi.
Trời sao Rồi. câu em nghe chưa thì nó mượt kìa. Tại câu đó ngắn quá. Cái câu đó ngắn. Ở là sao con? Có những cái người ba mẹ nè, và rất là thấu hiểu đúng không? Cái người mà cho phép chúng ta decide on our social bonds. Decide on là quyết định. Quyết định về cái gì đó thì con sẽ dùng với từ là on nhé. Decide on our social bonds. Social bonds là những cái mối quan hệ xã hội nha con. Những cái mối quan hệ xã hội và những cái mối, giống như là những cái bonds với lại relationship là nó giống nhau không? Nó là mối quan hệ hết. Vậy thì con sẽ dùng bonds hay là con sẽ dùng là relationship? Yeah, phone. Bonds nghe hay hơn nhỉ? Rồi. Okay, let's see. We can marry the one. Let's see. We can marry social bond and relationship. Chị có bỏ là and relationship nha. Ủa sao cô không? Sao cô không bỏ được ta? Sao cô hết chỉnh được đây? À rồi. Con ơi, câu này mình chưa có từ nói. Ở đây nè con, ở đây nó là một mệnh đề. Nguyên cái này nó là một mệnh đề. Rồi ở đây nó có một mệnh đề nữa đẹp. Thì đây là câu gì đây đẹp? Cái câu mà nó có hai mệnh đề. Đó là câu gì đây đẹp đó? Giờ là câu ghép. Câu ghép. Đó là câu ghép. Câu ghép của hai câu đơn. Vậy thì con thấy là hai câu ghép này nó sẽ được nói với nhau bằng những từ nói đúng không? Ví dụ hôm qua mình học mấy cái từ như là for, sorry, từ but, từ so hoặc là từ are cái kiểu ha. Vậy thì bây giờ cái câu của mình nó đang là câu ghép mà cô chưa thấy nó có một cái từ nói nào giữa hai cái mệnh đề này, cho nên là con sẽ cho cô một cái từ nói nha. Nào. And Em đó không? yeah, And hả? and Ace, bởi vì con cho nó hay, có nghĩa là ba mẹ cho chúng ta được quyền lựa chọn những cái mối quan hệ của mình nha, tự lựa chọn luôn. Bởi vì chúng ta có thể là marry the one we love. Which con? Which one? Okay, tại sao which mà đúng không? yeah. Which were relatively difficult thing in the past. Okay. Ai gọi cô đợi cô xíu nha, cô đợi cô một xíu. Em. hơi Bài tiếp hơi nha. Hử? Hử? hơi 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 tí hơi. xíu So sorry, hơi just so sorry. A little bit sorry. là gì ta, Which was. tốt rồi. So sorry là kiểu gọi là sao ta? Bình thường. Kiểu như bình thường, không có gì, kiểu như không có gì đặc biệt, cũng không vui cũng không buồn lắm, kiểu kiểu này. Which were a relatively difficult case in the past. Hồi nãy là con dùng cái từ thing đúng không? Là thing là thứ, là một thứ rất là khó trong quá khứ, với lại cái điều đó rất là khó trong quá khứ. Vậy thì con sẽ sửa lại thành cái từ là case. Case là một cái relatively difficult case, là một cái trường hợp khá là khó trong quá khứ, có nghĩa là cái trường hợp mà ba mẹ cho con cái quyết định về những cái mối quan hệ xã hội như là cưới ai, yêu ai, ví dụ vậy nha. Là con dùng cái từ case nha, mình hạn chế dùng cái từ tin nha đẹp, tin nha, thứ. Tại sao mình không được dùng cái từ tin như đẹp không? Tại sao mình không được dùng cái từ tin? Không. Tại cho nó xịn đó con. Tại vì hạn chế sử dụng những cái từ như là tên thứ gì đó, tại vì khi mà mình Hay không là cho nó không xịn. thật ra thì cái từ tên là cái từ rất là chung chung, thật ra cái từ này mà mình không biết mình diễn đạt như thế nào cái mình nói là tên cái thứ đó đó, cái thứ đó đó, cái thứ này nè đó, kiểu kiểu vậy ha. Cho nên là mình sẽ hạn chế sử dụng những cái từ như là tên, là good, là bad, cái kiểu ha. Là một cái difficult case, là một cái trường hợp rất là khó trong quá khứ. That could be luck, nevertheless in my viewpoint, đúng không mẹ? In my viewpoint. Đầu tiên là viewpoint, không biết dính liền với nhau ha. In my viewpoint.
That could be luck. Nevertheless, cái điều đó nó có thể là may mắn. Nhưng mà theo quan điểm của tôi, sometimes having too many choices give us headache because we do not know which one to choose. Sao kết bài gì mà cũng được, nói chung là cũng có ý, nhưng mà sao mà nó hơi ngắn ngắn vậy ta? Nó ngắn ngắn vậy ta? Nó ngắn ngắn với lại cái phần em summary của nó. Mỗi cái thân bài lên. Đây là câu hỏi mà tôi nói luôn nè mọi người. Em nói thiệt rồi. Sao con? Em muốn làm nổi cái thân bài lên. Thiệt á hả? Thiệt á hả? Nhưng mà nếu vậy thì người ta sẽ đánh giá cái phần kết bài. Tại cô nói rồi, cái phần kết bài con có cái phần mở bài để mà con gây ấn tượng với giám khảo đúng không? Sao mà cái phần thân bài con muốn nói gì nữa con nói? Nhưng mà cái phần kết bài này, cái phần là người ta động lại sau cái bài của con. Cho nên là mình còn cơ hội gây ấn tượng với giám khảo nữa là mình sẽ để nó trong cái phần kết bài cho nó ấn tượng nha. Cô thấy là bài này con viết tốt hơn là cái bài trước nhiều luôn á, nhưng mà cái phần kết bài gì thì nó hơi bị hụt hẫng tí. Có là cái phần thân bài mình đã phân tích những cái ý như vậy rồi, hay rồi, thì cái phần kết bài mình cũng phải như thế nào, mình cũng phải nó cũng hay như vậy để động lại trong giám khảo là một cái gì đó nó hay nhá. Cho nên cái đoạn kết bài là con summarize lại, có nghĩa là con sẽ tóm tắt lại những cái điều mà con đã nói nha. Xong rồi con mới nêu ra cái quan điểm của mình. Đây con này nha. Vậy là from này con nhắc hoài luôn, from what gì đây đây. Hey Kim, mention. It's been analyzed. Mình dùng cái từ analyze thì cho nó hay. Analyze, what does it mean? Analyze. From what has been analyzed above? Là gì đây con? Analyze. Em không biết luôn. Vậy thì mình check thôi, đúng không? Analyze. Rồi, check thì cô có thể analyze rồi xong một nguyên vô tập luôn nha. Xem như một cái từ mới đó mình học luôn. Analyze. Đã phân tích. Phân tích. Với là từ những cái gì đã phân tích ở trên ha. From what has been analyzed above. Từ những gì đã phân tích ở trên. Thì gì đây con? We can come to a conclusion. That's đó là từ những gì đã phân tích ở trên thì chúng ta come to a conclusion that là gì vậy đây ha? Come to an sorry, come to a conclusion. What does it mean? Come to a conclusion. Là gì vậy anh đẹp? Để em nhớ là em lục lại trước. Hình như đó là phần kết luận. Ý đi là đến kết luận. Kết luận. Đúng rồi, đi đến phần kết luận nha. Thì chúng ta có thể đi đến cái phần kết luận này, có thể kết luận rằng á là gì đây con? Là people have a wide range of choices. That people have a wide range of choices in their whole life. In their whole life. Rồi. Tiếp tới cái câu của phần nè. In their whole life. Right. That could be luck. That là cái điều đó. Cái điều đó là gì? Cái điều đó là cái điều mà người ta có quá nhiều sự lựa chọn. Nha. Thì con thấy cái dùng cái từ that này để thay thế cho nguyên cái mệnh đề đứng trước nó. Nguyên câu đứng trước nó thì ok không? Nó sẽ ok hơn cho cái việc mà con dùng từ đáp này để con thay thế cho nguyên cái bài ở trên này nha, giống như nãy. Vậy là con đầu tiên cái phần kết bài là nãy giờ mình nói cái gì đúng không, mình phải nhắc lại một lần nữa, mình phải tóm gọn lại một lần nữa là a theo những gì đã phân tích ở trên á, mình những gì đã phân tích ở trên không cần nói lại, mình nói là a theo những gì mà tôi đã phân tích ở trên á, thì chúng ta có thể kết luận là người ta đúng là người ta có nhiều sự chọn thật á ha. Và cái điều đó nè, cái điều mà người ta có nhiều sự lựa chọn á, could be luck, có thể là may mắn. Có cái từ nào xịn hơn cái từ luck không? Cho cô từ xịn hơn cái từ luck. Lucky, that could be
lucky chứ hả? Be lucky chứ sao lucky? To be đi chung với tính thần mà. Vậy là cho cô cái từ đồng nghĩa với lại cái từ lucky. Lucky. Ừ. That could be lucky. Ừ, cho cô từ đồng nghĩa xịn hơn. Hay như cái này cô dạy rồi. Click cũng có nghĩa là may mắn. Lock hay không? Lock là sự may mắn. Click. Lock. Click. 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 Click chuột quá hả? Click chuột. Dạ, yeah, nó cũng có nghĩa là may mắn luôn. Em mới vừa biết. Sure. Sure. Con nhớ cái từ force hay không? Fourteen. Nhưng mà chữ click nó cũng có nghĩa đó luôn kìa. Xịn. Đâu, DPC. Không có là quýnh đòn nha. Click ha. Click là nhắc mà ta. Verb. Click. Dụ cô hả đẹp? Làm gì có đẹp? Để em chụp rồi coi. Cô là thú. Dụ cô đúng không? Em không có dụ. Rồi. Nè, con cái từ để con xíu, nhớ cái từ này, là em đang cắt ra nè, em đang cắt cái hình nha. Để click. Con gửi trong khung chat được không? Con gửi trong cái khung chat trên Zoom cho cô được không? Dạ đâu được đâu cô, tại vì không được. Cái này hình ảnh à. Vậy thì con gửi trên mess á hả? Để con mở mess xem coi. Click hả? You sure? Sure. Luckily. Rồi. Con biết gì không? Luckily nó là trạng từ mà. Mình đang là ủa nhưng mà trời cô cũng mới biết á. Để cô xét lại nha. Cái này lạ quá. Nhưng mà con thấy là nó để là luckily không? Từ click này nó đồng nghĩa với lại luckily nó là trạng từ. Mà ngay chỗ này mình đang cần một cái tính từ mà. Tại vì ở đây là động từ to be nè. Đúng không? Mà động từ to be thì phía sau nó sẽ là tính từ. Luck. Ok. Còn cái từ luckily là trạng từ mất rồi. Nha. Yeah. Vậy thì con nhớ là cái từ lucky này nó sẽ đồng nghĩa với lại cái từ là fortunate. Fortunate. Đâu rồi ta? Are you back? I'm here. Rồi, con hiểu chưa? Cái này là lucky nè, còn cái này là fortunate. Yeah, lucky. Cô, nhưng mà chữ click đó có xài được không cô? Click, cô không sure. Tại vì hồi trước giờ cô chưa thấy là ai dùng cái từ click đó để nó là may mắn cả. Nhưng mà nó có để là đồng nghĩa với lại quickly. Luckily nó đồng nghĩa với lại là luckily là sự một cách may mắn thì nó là trạng từ. Còn nó dùng với nghĩa là may mắn hay không thì cô không sure lắm, cô chưa có check lại, để cô check lại nha, nhắc nhắc cô nha. Nhưng mà lạ lắm nha, thì nó lạ lắm đó. Rồi, tuy nhiên nha, in my viewpoint là theo quan điểm của tôi, sometimes having too many choices, okay, will give us a headache. Sẽ mang đến chúng ta một cái sự đau đầu bởi vì chúng ta không có biết là phải chọn cái gì nha. Which one to choose? Right. Okay, good. Con đếm số từ chưa đẹp? Hả? Con đếm số từ chưa? Dạ thiếu thôi. Dạ thiếu. Có 278 từ. Thiếu quá trời thiếu nha. Ừ. Rồi, that's good. Rồi, bây giờ mình đi qua cái phần nghe bữa thẩm nghe tiếp nha. Bữa thẩm là mình nghe mình nghe 4 câu trắc nghiệm đúng không đẹp? Nghe hai cái bạn này, bạn nói là nói về một cái buổi display. Một cái buổi display là một cái buổi gì vậy đẹp? Display.
bạn hai bạn là bạn Katie với bạn là Graham. Hai bạn này bạn bạn bàn về cái buổi display ở cái trường đại học đó. Ai là đối tượng tham gia nè, nha. Xong rồi tại sao lại chọn cô? Ủa, cô chưa xem màn hình à? À rồi. Em không nói em không hiểu gì hết. Rồi, con thấy chưa đẹp, con thấy chưa đẹp. Trời ơi, con lại còn nhanh đó. Con mới nhóm cô dạy hả? Cô dạy gần tới nửa bài xong rồi cái bé nó mở mic lên, nó nói là cô ơi, cô mở màn hình chưa vậy cô? Mà trước đó là trả lời như đúng rồi vậy con. Cô hỏi tới đâu trả lời tới đó hả? Cô chỉ vô nói à. Thì đó bởi vậy cô không biết luôn. Xong rồi hoặc là chắc tại cô hỏi dễ hay sao? Hoặc là mấy kiến thức đó mấy bạn nắm vững hay sao? Mà hỏi tới đâu trả lời tới đó hả? Bây giờ nói, ủa nãy giờ cô chưa xem màn hình sao mấy đứa biết trả lời hay vậy? Kiểu như là cô bữa đó là cô ôn tập là cô nhắc lại công thức rồi cô nhắc lại từ vựng rồi everything luôn, xong rồi cái hỏi tới đâu trả lời tới đó, giỏi ta giỏi rồi cái xong rồi hỏi ủa nãy giờ cô xem màn hình chưa cô, xong rồi cái cô nói ủa nãy giờ cô chưa xem màn hình nó sao mấy đứa biết trả lời hay vậy, là nó hiền nha ta, hiền một cái luôn. Mà nhiều khi cô học á giáo viên diễn viên cũng quên xem màn hình nữa, xong rồi tụi cô cũng chết rồi, ủa cái này là nói kiểu như nói là mình biết được rồi hay là cần phải chỉ vô mình biết ta. Cô cũng thắc mắc thế lắm mà cô không thấy ai hỏi luôn, cái cô cũng không hỏi luôn. Xong rồi cái hỏi lớp trưởng á, lớp trưởng hỏi là thầy ơi nãy giờ thầy có xem màn hình không, thầy nói ủa nãy giờ thầy chưa xem màn hình á. Kiểu mắc cười, đừng có mắc cười. Tại vì con biết không, ở đây nó có cái chức năng là pause share, là dừng chia sẻ. Dừng chia sẻ để mình tìm một cái tab mới hay là mình tìm một cái gì đó mà nó riêng trong cái laptop của mình á. Tại nhiều khi cái laptop cũng khá là cá nhân á. Xong rồi cái mình muốn tìm cái file nào đó hay là một cái tài liệu nào đó thì mình phải pause lại, mình phải dừng chia sẻ lại để mình tìm cái file đó. Xong rồi quên kiểu như quên resume lại, là quên kiểu như khôi phục lại á. Rồi giờ con thấy chưa ta? Hả? Ừ? Rồi ok. Vậy là bữa trước á mình nói về, nhớ là mình nghe bốn câu về hai cái bạn học sinh này. Bạn đang thảo luận về một cái buổi display, nói về một cái buổi display, về đối tượng tham gia là ai, hai cái nhóm nào đúng không? Và cái lý do tại sao mà chọn cái tiểu thuyết gia Charles Dickens đó. Ok. No. Vậy thì con xem mình con nha. Con nhắc lại giùm cô là cái display này nó có nghĩa là gì đây? Một cái buổi display. Và buổi display này là gì được không? Display là buổi hoãn lại. Delay mới là hoãn lại. Còn cái này là display. Ôi, sao em nhớ là cái này hình như mình đã nghe rồi. Không, nghe rồi nhưng mà mình đang nhắc lại bài á, tại vì cái bài sẽ liên quan tới cái phần tiếp theo của mình á. Tại vì bữa hổm cái bài này là 10 câu nhưng mà mình chỉ nghe 4 câu thôi. Mình chuẩn bị nghe 6 câu sau. Đúng rồi. Am I right? Hả? À, đúng không vậy? Yeah. Đúng ha. Đúng. Ừ. Vậy là con check giùm cô. Hoặc là con nhớ lại giùm cô là cái từ display này nó có nghĩa là gì đây? Display. Là buổi phỏng vấn. Ờ. Đâu? Cái buổi phỏng vấn đâu ta? Display mà buổi phỏng vấn gì ta? Buổi đi chơi. Buổi tham quan. Ừ. Display là trưng bày con. Một cái buổi trưng bày, một cái buổi tham quan nha. Hai cái nhóm đối tượng này con biết là hai cái nhóm đối tượng này không? Con nhớ không? Hai cái nhóm đối tượng này sẽ là gọi là cái khán giả. Dạ, cô nói lại, cô nó bị lắc lại. À, câu số 21 với 22 này nè. Con nhớ là hai cái đối tượng người tham gia nào không? Vậy là cái buổi này là nhắm đến hai cái đối tượng tham gia là... Dạ, là ai nha? Câu D hả? Ừ. Câu D với lại câu nào? Với lại câu B thì phải. Để câu D, ừ, đúng rồi, BD đúng rồi. Còn dưới thì sao? Lý do tại sao lại chọn cái ông tiểu thuyết gia là Charles Dickens này? Không nào ta? Để ta lại chọn cái ông Charlie Dickens. Ừ.
Đẹp ngủ hay anh đẹp? Đẹp đang nhớ câu C. Câu C. His novels are well known now. Đúng rồi, những cái quyển tiểu thuyết của ông ta thì bây giờ rất là nổi tiếng, rất là phổ biến. Yes. E thì phải, không phải E. Câu B. Câu B hả con? Ừ đúng rồi. He used his publications to draw attention to social problems. Là gì vậy? He used his publications to draw attention to social problems. Là gì con? Ông ta sử dụng những cái gì vậy? Publications. Hả? Publication. Sử dụng những cái publication là những gì con? Là cộng cộng đồng kiểu sử dụng những cái quảng bá, sử dụng những cái quảng bá. Publication là gì ta? Nhiều quảng bá đúng không cô? Không, không phải, gần đúng rồi, gần đúng. Không thể sử dụng những cái quảng bá được không? Để mà thu hút sự chú ý, draw attention to, là thu hút sự chú ý đối với những cái vấn đề xã hội. Publications là gì nhỉ? Để đi creation. Dạ cô là xuất bản. Ừ. Có là sử dụng những cái xuất bản của mấy hoặc là những cái ấn phẩm nhé. Đó là sử dụng những cái tác phẩm mà ông ta xuất bản ra đấy, ví dụ như là báo chí hoặc là tiểu thuyết gì đó, sử dụng những cái publication để mà thu hút sự chú ý của những cái vấn đề về xã hội. Và con nhớ là vấn đề xã hội là vấn đề gì không? Bữa trước mình nghe đó. Vấn đề xã hội là no. Vấn đề xã hội là gì ta? Ừ? Nghèo gì đó đúng không con? Đây 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 I will show you. Rồi, đây đây đây. No. Là con. His novel show awful living conditions of people that the people have to live in. He want to shape people to do something about this. Cái quyển tiểu thuyết của máy thì thể hiện được không? Cái tình trạng sống đúng không? Living condition mà nó awful là như thế nào con? Awful là gì con? Awful condition là gì ta? Hả? Cái quyển tiểu thuyết của máy thì thể hiện cái awful living condition, cái tình trạng sống như thế nào đây ta? Awful. Đây, kinh khủng. Ừ. Nãy giờ mà mình check cái từ nào hay là mình nhắc lại từ nào chứ mình ghi từ đó là nãy giờ khối từ vựng là mình biết rồi. Awful là kinh khủng đó con, những cái điều kiện sống kinh khủng mà người ta phải sống đúng không? Anh ta muốn, ông ta muốn sharp people to do something. Sharp, tôi coi là bén. Cái dao nó bén. Thì không thể nào anh ta muốn bén được. Mà anh ta muốn hướng, nha. Anh ta muốn hướng mọi người làm cái điều gì đó về cái vấn đề này, nha. Chỉ là sử dụng những cái tác phẩm của anh ta, nha. Để mà thu hút sự chú ý về những cái vấn đề về xã hội đó, ha. Rồi, bây giờ con nhìn vô đây nha. Rồi. Bây giờ con sẽ nghe về... đầu tiên, hồi nãy là hai cái bạn đó chọn cái tác phẩm là ông Charlie Dickens, đúng không? Chọn những cái tác phẩm của ông Charlie Dickens, của cái tiểu thuyết gia Charlie Dickens đó. Thì bây giờ lựa ra được những cái tiểu thuyết này rồi nè. Từ 25 tới những cái 30 là những cái novels by Dickens, là những cái quyển tiểu thuyết bởi ông Dickens nè. Thì con nghe coi, những cái quyển này nè, thì nó nói về cái chủ đề gì? Topics nè. Ví dụ cái The Pickwick Papers, The Pickwick Papers thì nó sẽ nói về poverty, education, Dickens travels, entertainment, crime and law, wealth, medicine, woman's life. Yeah. Sẽ nói về chủ đề này. Cái này dễ hơn. Cái này dễ hơn về trước mình nghe. Yeah. Rồi, vậy thì con xem coi. Có cái từ nào mà con cần cô giải thích nghĩa cho con không? Poverty là gì thế kìa? Poverty. Là thơ.
poem mới là thơ. Rồi, thấy cái này quải quá cô. Poetry. Thấy cái gì quải con? Thấy cái bài này nè. Sao quải vậy? Nhìn thấy không biết là sẽ nghèo. À, sự nghèo đói đúng không? Cô biết con nhầm với cái từ gì luôn á. Con nhầm với cái từ là poetry đúng không? Yes. À, cái tình nó cũng giống giống nhau. Rồi. Thấy quải quá. Trời ơi, còn nửa thi sao không? Poetry. Nửa thi nói với em khảo. Đâu, thì với máy đó con. Thì máy ơi, em thấy quải quá. Cái từ này nè con, cái từ này là thơ nè. Còn cái từ này là poverty. Đó là danh từ của lời poor, là sự nghèo đói nha. Thì quải quá hả? Trời, mày học biết bao nhiêu lâu rồi giờ. Giờ là chỉ cần mày dũa xong mày thi thôi, quải gì quải, đúng không? Giờ là chinh chiến thôi. Còn mấy tháng nữa là lên đường này. Để coi nha, bây giờ nếu lên đường thì về em ha. Bây giờ là tháng tháng 10, giữa tháng 10. Tháng 11, 12. 1, 2, 3, 4. Con còn 6 tháng nữa. Con còn 6 tháng nữa để thi. Ở cũng nhiều mà. Thế tính ra 6 tháng cũng nhiều nha. Gọi là 6 tháng, thường là 6 tháng người ta lên được 0.5 nữa. Nếu mà nỗ lực thì sẽ lên được 100. Vậy thì để bữa nào đi, bữa nào cô check nha. Bữa nào học ớt quá, cái cô cho con làm kiểm tra thử xong rồi cô nhắm thử là hiện giờ con đang ở cái bên nào nha. Xong rồi mình cố gắng lên nha. Được không? Gì đâu quải. Ôi, đi được hết 3 phần 4 đoạn đường rồi đó. Ủa tính ra con học IELTS là khi nào ta? Hình như là hè năm lớp 10, 11 thì phải. Đúng không nè? Hè năm lớp giữa, giữa giữa năm lớp 11. Không không? Hả? Có học IELTS rồi hồi nào ta? Can you remind of me? Em nghĩ là cô phải nhớ chứ. Trời ơi, sao cô dễ quên lắm con? Cô, cái gì chứ? Kiểu như... Mà nói học trò cưng, học trò quen. Nhưng mà không có nhớ được khi nào con, kiểu như là không có nhớ giải khi nào luôn á, được chỉ biết là lâu rồi thôi à. Trời ơi, bây giờ nha, bây giờ cô nói cho con nghe này, là con biết là cô dễ quên rồi nè. Cô dạy bé đó đúng không? Cô dạy bé đó dạy hoài luôn thì cô nhớ nha. Nhưng mà khi mà bé học online rồi đó, nói là con học quyển sách nào vậy đó là cô không nhớ luôn. Có là cô không nhớ bé đó học lớp mấy luôn. Có nghĩa là cô dạy nó từ năm lớp 1. Cô dạy từ năm lớp 1 mà bây giờ nó lên tới năm bây giờ nó lên lớp 4 rồi. Coi là cô dạy nó gần 3-4 năm rồi. Xong rồi bây giờ cô không nhớ là nó lên lớp 5 hay là lớp 4 luôn. Nhưng mà cô cứ dạy hoài theo giáo trình, dạy hoài, dạy lên dạy. Nhưng mà cô không nhớ là dạy mấy năm, với lại là dạy kiểu bé học lớp mấy luôn. Mắc cười không? Là cô có thể nhớ cái này cái kia nhưng mà nhiều cái cô không nhớ. Thì cô nhớ cái này cái kia à? Nhớ những gì mình muốn nhớ thôi à. Còn những gì... À đúng rồi, thì tại vì nhớ những gì mình muốn nhớ thôi. Nhưng mà đâu có nhớ năm được. Không nhớ năm thì mà liên quan tới số hay là liên quan tới này nọ kia kia là cô không có nhớ rõ. Thì đừng buồn. Nhưng mà trời, hình như là để coi ta. Từ từ nhớ nha. Để coi, hình như là giữa cuối học kỳ 1. Cuối học kỳ 1 năm lớp 11. Chuẩn không? Chuẩn. Cuối học kỳ 1 không? Cuối lớp 11 hả cô? Cuối học kỳ 1 năm lớp 11. Giữa ha, gần cuối học kỳ 1 năm lớp 11. Chuẩn không? Chuẩn. Em nhớ, ủa sao em nhớ cuối năm lớp 10 ta? Cuối năm lớp 10. Thiệt hả? Cuối năm lớp 10 thì đáng lẽ lớp 11 con phải học Anh văn thường cô chứ. Con nhớ con nói với cô là con nói với cô là hình như con lỡ học cái cô gì trong trường của con đó. Cho nên là con học luôn không, đó. Cuối năm lớp 10 cô ơi. Cuối lớp 10 hả? Ủa hẹn không biết. Ủa? Vậy cô nhớ là cô dạy năm lúc đó bác sĩ Tuyết nói với cô là bé đang học lớp 11 mà. Rồi lớp 11 mà cô còn nhớ nè, cô còn ôn đề cho con nữa, con nhớ không? Cô còn ôn học kỳ 1 cho con nữa, con nhớ không? Lúc mà đang học eo xong rồi cái con nói là con sắp thi học kỳ 1 đó, để cô dành vài bữa cô ôn cho đó, sửa bài đồ đó, nhớ không? Là năm lúc kiểu giữa năm giữa 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 năm lớp 11. Ừ, chắc là cuối cuối đó.
Xong rồi cô còn ôn cuối kỳ 1 cho con nữa mẹ. Trời ơi, vậy không biết ai quên nè. The picket papers là nói về cái gì đây ha? Poverty là sự nghèo đói nè. Education là giáo dục. Beacon travel là nói về những cái chuyến đi con beacon nè. Như thế mình có biết rồi, giải trí nha. Prime and the lure. Prime là gì đây đẹp? Prime. 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 Là gì con? Prime. Lại quen nhưng mà quên. À, thì check thôi. Check, mình check khi nào mình ghi xuống. Ghi em tự nhớ lại trong đầu em chứ. À. Là tội ác. Đúng rồi, tội ác, có là tội phạm ha. Đó là tội phạm mà cái law là luật pháp, với là tội phạm, đó là tội ác mà luật pháp. Wealth là gì đây? Wealth. Sức khỏe. Health, health mới là sức khỏe, còn wealth. Nặng. Nặng. Weight, weight mới là nặng. Giàu. Giàu có, sự giàu có, đúng rồi. Medicine. Medicine là thuốc. Woman's life, a woman's life. Cuộc sống cuộc đời của một cuộc đời của một người phụ nữ, đúng không? Rồi bây giờ con sẽ nghe nha. Con coi trên màn hình của cô luôn đúng không? Dạ, vậy để con hát nó xuống tập nha. Nghĩa là mấy cái đó là ai nói về mấy đó hả cô? À không có, có nghĩa là cái quyển tiểu thuyết nào nó sẽ nói về những cái chủ đề này, có nghĩa là cái chủ đề của quyển tiểu thuyết này nè, nó nói về nào trong mấy cái này. Oliver Twist thì cái quyển tiểu thuyết là Oliver Twist đó thì sẽ nói về cái chủ đề gì? Có nghĩa là con tìm chủ đề của những cái quyển tiểu thuyết này á. Nó dễ lắm. Nói chung là nó nêu ra cái tên. Xong rồi con nghe những cái keyword. Rồi con đoán chủ đề nó dễ. Nói chung là bài này nghe dễ. Tin cô đi. Factory nè. Factory nhưng mà nó dễ. Rồi. Ok. Ok. Nghe nha. Đây. Để cô share âm thanh cho ta. Để cô share. Như cô chưa share âm thanh được. For the universe, that was how it used to be. Part 3. You will hear two students of English called Kathy and Graham planning a display on 19th century British life and literature for a university event. First, you have. Ủa, con nghe rõ không? Có bị giật không? Yeah, rõ. Okay. Some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Okay, Graham, so let's check we both know what we're supposed to be doing. Okay. So, for the university's open day, we have to plan a display on British life and literature in the mid-19th century. That's right. But we'll have some people to help us find the materials and set it up, remember? For the moment, we just need to plan it. Good. So, have you gathered who's expected to come and see the display? Is it for the people studying English or students from other departments? I'm not clear about it. Nor me. That was how it used to be, but it didn't attract many people, so this year it's going to be part of an open day to raise the university's profile. It'll be publicised in the city to encourage people to come and find out something of what goes on here. And it's included in the information that's sent to people who are considering applying to study here next year. Presumably, some current students and lecturers will come? I would imagine so. But we've been told to concentrate on the other categories of people. Right. We don't have to cover the whole range of 19th century literature, do we? No, it's entirely up to us. I suggest just using Charles Dickens. That's a good idea. Most people have heard of him and have probably read some of his novels or seen films based on them. Mm. So that's a good lead-in to life in his time. Exactly. And his novels show the awful conditions that most people had to live in, don't they? He wanted to shock people into doing something about it. Did he do any campaigning other than writing? Yes. He campaigned for education and other social reforms and gave talks.
But I'm inclined to ignore that and focus on the novels. Yes, I agree. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Hello, Đại Cây. Đại Cây. Hello. Ủa, sao em không nghe thấy cái tên nào chứ? Ủa, chưa nghe mà con, chưa nghe, chưa vô bài nữa đó. Bởi vì lúc nãy em nghe nó là bắt đầu nghe từ 25 đến 30, cái bắt đầu em bắt đầu nghe nữa rồi. Cái cô nói là Đạt ơi, em tưởng là ủa gì à, nói rồi ha. Không có, ý cô nói là con đợi cô tí xíu á. Con nghe xong rồi con đợi cô tí xíu, tại 1-2 phút, tại vì phụ huynh ở dưới đợi cô á. Now listen and answer questions 25 to 30. Okay, so now shall we think about a topic linked to each novel? Yes, I've printed out a list of Dickens's novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. You're lucky I did agree. Let's have a look. Okay, the first was The Pickwick Papers, published in 1836. It was very successful when it came out, wasn't it? And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a character who keeps falling asleep, and that medical condition was named after the book, Pickwickian Syndrome. Oh, so why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Next is Oliver Twist. Mm-hmm. There's a lot in the novel about poverty, but maybe something less obvious. Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school, particularly not poor children, so they learnt in other ways. Good idea. What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theatres and other amusements of the time. We don't want only the bad things, do we? Okay. What about Martin Chuzzlewit? He goes to the USA, doesn't he? Yes. And Dickens himself had been there a year before and drew on his experience there in the novel. I wonder, though. The main theme is selfishness, so we could do something on social justice? No, too general. Let's keep to your idea. I think it would work well. He wrote Bleak House next. That's my favourite of his novels. Yes, mine too. Oh. His satire of the legal system is pretty powerful. That's true. But think about Esther, the heroine. As a child, she lives with someone she doesn't know is her aunt, who treats her very badly. Then she's very happy living with her guardian, and he puts her in charge of the household. And at the end, she gets married, and her guardian gives her and her husband a house, where, of course, they're very happy. Yes, I like that. What shall we take next? Little Dorrit? Old Mr. Dorrit has been in a debtor's prison for years. So was Dickens's father, wasn't he? That's right. What about focusing on the part when Mr. Dorrit inherits a fortune and he starts pretending he's always been rich? Good idea. Okay. So next we need to think about what materials we want to illustrate each issue. That's going to be quite hard. That is the end of part three. You now have 30 seconds to check your answers to part three.
Ủa Đạt ơi, Đạt nghe được không? Hả? Dạ, nghe được có một cái à. Chắc nghe được cái nào ta? Chắc nghe được cái đầu tiên. Số 25. Dạ đúng rồi. À, chắc nghe được cái từ medical. Con nghe được cái từ gì mà falling asleep, ngủ gì đó con. Chứ là cái từ medical. Dạ, cho mình thử mình nghe lần 2. Xong rồi mình nghe, coi thử còn thêm được đáp án nào nữa không nhé. Dạ. Quên.
Phụ huynh lâu ngày gặp không gặp, đứng nói chuyện hồi. Mà đứng nói chuyện em giữ hết education. Đó. Em nghe education. Nhưng mà vậy chắc là medical rồi. Em cảm ơn cô. Ủa? Nhưng mà education hả? Hả? Cũng có thể. Không, cô nghĩ vậy thôi. Dạ, cảm ơn cô. Medical. Em nghe lần. Em nghe lần. Dạ, yeah, dạ, yeah, ok. Novel. Yes, I've printed out a list of Dickens's novels in the order they were published, in the hope you'd agree to focus on him. You're lucky I did agree. Let's have a look. Okay, the first was The Pickwick Papers, published in 1836. It was very successful when it came out, wasn't it? And was adapted for the theatre straight away. There's an interesting point, though, that there's a... There is an interesting point. Point là điểm, còn interesting là thú vị. Vậy là có một cái điểm thú vị về cái quyển tiểu thuyết này. Yeah. Character who keeps falling asleep. Có nghe được gì không đây? Có nghe lại nha. That there's a character who keeps falling asleep. There is gì đây đây? Hello. There is a character. There is a character who keeps falling asleep. Là gì đây? Who keep falling asleep? There is a character là một gì đây? Trong tiểu thuyết đó thì nó có một cái character, mà character thì nó có là nhân vật nha. Vậy là có một cái nhân vật nè, who keeps falling asleep nha. Vậy là cái người đó, người ta ngủ hoài luôn. Fall asleep là ngủ, cứ ngủ hoài luôn nha. Có hiểu không đấy rồi? Hello. Yeah, hiểu. Ừ. Yes. Sao tự nhiên yếu xìu vậy? Mệt hay gì? And that medical condition was named after the book. That medical condition. Condition là tình trạng nè, tình trạng. Medical là liên quan về y tế. Medicine là y học, y tế đúng không? Thì medical là liên quan về y học, y tế. Có nghĩa là cái tình trạng y học đó, nha, nó như thế nào đó. Nó được diễn tả trong cái tác phẩm đó. Vậy thì cái này là con chọn câu này đi. Là câu G đúng không? Liên quan đến lại medicine. Một cái nhân vật trong quyển tiểu thuyết của ông ta thì cứ ngủ hoài luôn. Ha? Rồi, thì là 25G. Ok nha. 25G. À. Câu số 26 là hồi nãy để chọn là E. Câu E. Education. Của ông ta. Poetry là nhiều đói. Đâu dễ vậy ta. Trong câu 26 mà nó đọc cái từ poetry luôn, cái nó bảo mình chọn cái topic, cái chủ đề là poetry luôn hả không? Liệu là nó có dễ dàng cho mình vậy không? Đâu dễ vậy. Let's see. Cái Oliver Twist này thì có nói về cái sự nghèo đói nè. Pickwickian syndrome. Oh, so why don't we use that as the topic and include some quotations from the novel? Right. Next is Oliver Twist. Mm-hmm. Oliver Twist. There's a lot in the novel about poverty, but maybe... There are a lot novels about poverty. Có là có rất là nhiều những cái novels, là những cái tiểu thuyết này mà nó về cái sự nghèo đói nha. But, nhưng mà anh này nó là but. Maybe something less... It's from the novel. Right. Next is Oliver Twist. Mm-hmm. There's a lot in the novel about poverty, but maybe... Đó. Vậy thì mình nghe được. Cái nào mà mình nghe được cái là bền gì đó. Thì cái thông tin phía trước coi như là... Là sao? Là dùng được không anh đẹp? Dạ không. Rồi. Something less obvious. Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school. Gì con? Đây, cái câu đấy, cô vừa mới nghe được gì đó. Đó, nghe lại nha. It's obvious.
Well, Oliver is taught how to steal, isn't he? We could use that to illustrate the fact that very few children went to school. Very few, didn't they? Very few children at school, yeah. Went to school, very few. Kiểu như là very few. Rất ít nè. Very few children went to school. Went to school. Đó con. Vậy đó nha. Vậy thì có rất ít trẻ em đi học, đi đến trường á. Vậy thì mình sẽ chọn câu nào? Câu nào con? Tưởng là, lúc đầu em cũng chọn là education nhưng mà em nghĩ là nghèo. À, tại vì cái poverty là cái nhật là cái chủ đề mà ổng thường viết nhất, nhưng mà khi mà những cái người này chọn cái tác phẩm về Oliver Twist nè con, thì người ta sẽ chọn một cái tác phẩm gì đó mà nó khác đi, kiểu nó less popular, nó ít có phổ biến lắm, thì người ta không có chọn một cái tác phẩm về poverty. Với lại nếu mà nó nói về Oliver Twist xong rồi cái nó là poverty, nó đâu dễ cho con vậy, cho Miles đặc biệt là factory, nó đâu dễ cho con vậy, cho nên là cái thông tin về poverty đó là mình phải sàng lọc. Rồi còn cái còn tiếp theo là nói là có rất ít trẻ em đi học, đi đến trường, thì mình sẽ chọn câu B chứ, giáo dục liên quan tới giáo dục mà. Nha. Hiểu không? Cự không? Có cự gì em này? Hả? Có cự gì cô không? Bây giờ kiểm tra đây. Dạ. Từ cậu. Mấy giờ ra quên. Trời ơi, kiểm tra mà quên luôn nha. Dữ à. Này đâu cần điểm. 25. Là 3 giờ 25 á hả con? Yeah. Ok, rồi sửa nha. Tranh thủ. Về Nicholas Nickelby nha. Con xem thử Nicholas Nickelby này nói về gì. Hồi nãy là con chọn C, là liên quan tới lại là Deacon Travels, liên quan tới lại chủ đề về du lịch, đúng không? Thì con xem nha. Particularly not poor children, so they learnt in other ways. Good idea. What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theatres and... Theatres. Go ahead, theatres. Other amusements of the time. Amusements. Có nghĩa là theater and amusement. Có nghĩa là nhé. What's next? Maybe Nicholas Nickleby? Actually, he taught in a really cruel school, didn't he? That's right. But there's also the company of touring actors that Nicholas joins. We could do something on theaters and other amusements of the time. Rồi, con nghe được là theatres, nghe được theatres không? Nó đọc hơi nhựa một tí, nhưng mà mình vẫn nghe được là theatre. Là gì đây? Em nghe theatre. Tiếng Anh nhựa quen rồi cô ơi. Amusement. Em có nói ai cô hả? Cô. Đâu có, ý là em nghe quen, em nghe hoài. Không biết em nghe ai nữa nhưng mà em nghe hoài. Không biết chấm hả? Con nói cô hả? Okay. Con nói cô. Em nói cô nhận. Em đâu có. Ý là em nghe hoài. Em nghe mấy người này đọc nhựa hoài phải không? Đúng không? Dạ chắc vậy. Dạ chắc vậy. Không mấy cô đâu. Thì đó. Mà cô có nhựa không? Hỏi thiệt á. Cô hỏi thiệt là cô có nhựa không vậy? Dạ không biết. Vậy là có hả gì? Cười. Cười là có hả gì? Chán thiệt. Tối khóc. Nên khóc trong lòng đi. Rồi, thì đang nói về cái gọi là sao ta? Đang nói về cái theatres, con là nhà hát, rạp hát. Vậy amusements là gì không? Amusement. Là gì? Thì mình hiểu hai từ này để mình chọn được cái con nào. Theatres and amusement. Là gì đẹp? Amusing đó không? Amusing. Do you remember? Nhớ. Vậy là amusing là
Hồi sức. Hmm? Dạ, hồi sức. Amusement. Amusement là hồi sức. Amusement coi là giải trí mà. Con nhớ không? Amusement park là công viên giải trí. Vậy là nói về những cái nhà hát, rạp hát và liên quan tới giải trí là con chọn câu nào? A B C D E F G H. D entertainment, right? Yeah. Chịu nghe không cãi nha. Yeah. Ok, em nói con nhựa luôn mà, dữ à. Cái đó, ý là em nói em quen nghe, em cảm thấy nó quen thuộc. Buồn thiệt chứ. Nói cái giờ gung tay luôn rồi nè. Gung tay luôn, bấm hết. Gung tay bấm hết nổi luôn. Rồi. Em giỡn thôi. Nó chơi. Martin are chisel wheat. Thì con coi coi là, bởi vì hồi nãy con chọn là câu 28 là D, là về entertainment, chắc là mình phải đổi bán này ha. We don't want only the bad things, do we? Okay. What about Martin Chuzzlewit? Mm-hmm. He goes to the USA, doesn't he? He go to the USA. USA, Nước Mỹ. Anh ta đi đến nước Mỹ. Yes. And Dickens himself had been there a year before. And ông này, ông nói là have been there. Ông Dickens, ông tác giả. Có lẽ tác giả là Dickens, là cái người tác giả đó đã ở đó, have been there for years, là ở đó trong nhiều năm. Drew on his experience there in the novel. Cái gì mà experience there in his novel là cái gì đó mà cái trải nghiệm của mấy ở cái ở trong cái quyển tiểu thuyết của mấy nha. Con nghe lại nguyên câu này nha. What about Martin Chuzzlewit? He goes to the USA, doesn't he? Yes. And Dickens himself had been there a year before and drew on his experience there in the novel. Ừ. Vậy là chọn câu nào con? Đầu tiên là nghe cái gì đó mà gì mà go to the USA là đi đến Mỹ nè. Nào. Go to the USA. Sau mày cái con nghe được gì đó là have been there gì đó nha. Have been there. Mình nghe keyword thôi. Have been there many years. Trong nhiều năm. Ở đó trong nhiều năm. Rồi nghe được cái gì mà experience gì đó. Throw up là viết xuống. Experience in his novels. Rồi. Okay. Có nghĩa là đến Mỹ này con hay ở đó trong nhiều năm và viết về những cái trải nghiệm của mình trong cái quyển tiểu thuyết của ông ta. Vậy thì cái chủ đề của cái tiểu thuyết này là gì đây nè? Hả? 28? Cô ơi. Hả? Cô nghe nè con. Em kiểm tra cái nha. Ok rồi. Có gì nói cô nha. Cảm ơn bà nha. Em kiểm tra cái. Rất tốt.